Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hàng chục mỏ khai thác khoáng sản đã hết hạn khai thác và đang phải thực hiện phục hồi môi trường theo quy định. Chỉ riêng trên địa bàn huyện Hòa Văn có đến 13 mỏ và chủ yếu tập trung tại xã Hòa Dương. Tuy nhiên, việc hoàn thổ tại các mỏ khoáng sản này lại rất chậm, thậm chí hết có mỏ không thực hiện. Tháng 10 năm 2022, hồ nước Khổ Dư nằm ở khu vực khai thác mỏ khoáng sản ở xã Hòa Dương, huyện Hòa Văn bất ngờ vỡ hàng tấn đất đá sạt xuống gây ảnh hưởng đến đời sống hàng chục hộ dân và gây bồi lấp đất ruộng nghiêm trọng. Đây chỉ là một trong các mỏ khai thác khoáng sản để hết phép khai thác gây ra hậu quả sống. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, hàng năm Sở đã thành lập đoàn giám sát kiểm tra công tác đóng cửa mỏ cải tạo, phục hồi môi trường của các mỏ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Riêng năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch về việc giám sát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ Cải tạo phục hồi môi trường của 17 mỏ khoáng sản qua kiểm tra giám sát, phần lớn các đơn vị chấp hành nghiêm túc các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường khu vực đã kết thúc khai thác theo đề án. Đối với các đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc tiến độ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc chậm lập hồ sơ đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm theo quy định.